ngực chảy xệ sau sinh kèm theo lão hóa cơ thể. 5 năm trước, bà Thoa đặt túi ngực với mong muốn có một vòng một đầy đặn. 2 năm sau đó, ngực đau âm ỉ, da căng bóng, bà quay lại cơ sở nâng ngực ban đầu, được lấy túi ngực ra do sơ cứng và điều trị bằng thuốc kháng sinh. Hết nhiễm trùng, bà lại đặt túi ngực lần 2 nhưng ngực vẫn sơ cứng, đau nhức âm ỉ. Bà trải qua thêm 2 lần phẫu thuật lấy và đặt túi ngực. Đến khi vòng một căng tròn, sơ cứng mới quyết định lấy túi ngực ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, tuyến vú của bà vẫn cứng, đau dai dẳng ngày đêm. Sau mô ngực bị hoại tử và ung thư, bà đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh để thăm khám. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đỗ Thủy Giang, trưởng khoa ngoại vú cho biết, ngực bà Thoa có thắt bao sơ mức độ 4, tái phát nhiều lần, bầu ngực căng cứng, biến dạng, gồ ghề, đau khi chạm vào. Bác sĩ giải thích, có thắt bao sơ sau khi nâng ngực không phải là do túi ngực chứa chất độc hại. Đây là sự hình thành vỏ bọc mô sẹo xung quanh bất kỳ loại mô cấy ghép nào trong quá trình làm lành vết thương. Cơ thể phản ứng với bất kỳ vật thể lạ phát hiện được và tạo ra hàng rào mô sẹo xung quanh. Kết quả siêu âm chụp nhũ ảnh của bệnh nhân cho thấy mô vú còn rất ít, chủ yếu mô vôi hóa, sơ chai, ngấm silicone, loại trừ khả năng ung thư. Người bệnh được tư vấn phẫu thuật tiết kiệm da như đoạn nhũ phòng ngừa, tái tạo vú tức thì bằng vặt da cơ lưng rộng cho hai bên ngực. Cuộc phẫu thuật đã thành công sau 8 tiếng. Sau phẫu thuật, bà Thoa hết đau ngực, sơ không còn vết chai cứng, vòng một mềm mại không còn sơ cứng, da và nhũ hoa đã được giữ nguyên, tình trạng chảy xệ cũng đã được cải thiện. Các bác sĩ cho biết, bao sơ là những mô sẹo hình thành xung quanh túi ngực, giúp cố định vị trí túi, tình trạng trượt túi, gây lệch hoặc lộ viền túi. Đây là cơ chế hình thành bảo vệ bình thường của cơ thể khi phát hiện vật thể lạ được cấy ghép vào bên trong. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi các nang mô phát triển quá mức, sợi collagen cho các mô sợi sẽ trở nên sơ cứng bất thường, khiến cho bao sơ còn lại. Theo đó, các nang mô sẹo sẽ siết chặt xung quanh, ép chặt mô cấy và gây ra những cơn đau đớn cho vòng một, thậm chí là biến dạng bầu ngực. Hiện tượng bao sơ phát triển quá mức thường kéo theo một số hệ lụy như đau nhức kéo dài, bầu ngực căng cứng bất thường và bắt đầu biến dạng. Chia sẻ biến chứng nguy hiểm có thắt bao sơ sau khi nâng ngực, thạc sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh, chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết. Thì đầu tiên chúng ta nên hiểu là cái bao sơ nó là cái gì, đúng không ạ? Cái bao sơ thì nó chính là một cái phản ứng cơ thể thôi. Đối với cả những cái vật liệu, chất liệu ngoại lai vào cơ thể mình thì cơ thể mình nó sẽ sản sinh với vỏ bọc để nó bao bọc cái đấy. Và cái mà cái quyết định được cái đẹp ấy thì là cái bao đấy nó đẹp, đấy, nó mềm mại, nó giống tự nhiên, nó đẹp. Như các bạn đã biết ấy, thì cái nâng ngực ấy là một trong những cái phẫu thuật thẩm mỹ mà hiện tại bây giờ là được đánh giá là một trong những cái rất là phổ biến trên thế giới, ngay cả Việt Nam cũng thế. Thì đối với cả những cái nâng ngực thì rất nhiều chị em những cái dấu hiệu trước nâng ngực, sau nâng ngực, những cái dấu hiệu nào là dấu hiệu bình thường thì nó rất đơn giản thôi. Dấu hiệu bình thường là gì? Sau khi mình nâng ngực xong nó giống như mình đi phẫu thuật một cái ca bình thường ấy, thì ngực nó sẽ hơi căng đầy một xíu, đấy, hơi cảm giác đau tức một tí, nhưng mà nó chỉ diễn ra trong vài ba ngày đầu. Đấy, sau độ khoảng từ 7 ngày này, 1 tháng này, thì 3 tháng này, 6 tháng thì tất cả mọi cái dấu hiệu đấy nó sẽ mất đi. Mà đặc biệt mất đi ngay sau một tuần đến 1 tháng là gần như là các tình trạng là gần như là rất là ok. Mình đang gọi bất thường sau khi nâng ngực thì chúng ta có thể điểm ra rất là nhiều các yếu tố, ví dụ như là ngay sau ngực xong có những tình trạng chảy máu ồ ạt chẳng hạn. Đấy, ngực căng tức bầm tím, đấy, đau rất nhiều, không ngủ được, không hoạt động được tay chân. Đấy là những điều bất thường. Dấu hiệu thứ hai là gì? Nó bị tụ máu. Đấy, sau chảy máu là gì? Nó sẽ gây tụ máu và nó sẽ làm cho khu ngực mình sau độ khoảng vài ngày nó biến dạng đi. Đấy, và chúng ta thấy ngay. Còn những cái bộ dấu hiệu như là nhiễm trùng này, có thể xảy ra như là sốt cao, đau nhiều này, rồi sau đó là nó cũng là một dấu hiệu. Và nữa là những cái dấu hiệu muộn, ví dụ như là co thắt, đấy, bao sơ co thắt. Đấy, chúng ta đã nói được kỳ trước là gì? Cái co thắt bao sơ nó làm cho cái ngực nó biến dạng đi, nó đau nhiều hơn. Dấu hiệu trước nâng ngực và dấu hiệu mà sau nâng ngực mà những cái dấu hiệu bình thường và không bình thường nó diễn ra như thế. Cái túi ngực nó giống như một cái vật ngoại lai với cơ thể, nó giống như mình đi lấy chồng hoặc mình lấy vợ gì đó, thì mình lúc đầu tiên là mình còn phải yêu thương nó, đấy, mình phải chiều chuộng nó, cảm giác với nó, thì sau đó gì, sau đó mới hòa nhập với cơ thể. Thì đối với cả những cái trường hợp mà sớm, trường hợp mà muộn, thì đương nhiên là cái người đầu tiên mà chúng ta cần biết là chúng ta phải hiểu cơ thể mình, và thứ hai là chúng ta nên đến khám ngay đối với phẫu thuật viên. Cái bác sĩ mà phẫu thuật cho mình ấy, cái bác sĩ đấy sẽ hiểu được là mình đặt cái sai ngực thế nào này, đặt phương pháp phẫu thuật là gì này, và sau đó là người bác sĩ đó nó sẽ đưa một cái quy trình để khắc phục những cái yếu tố đấy. Tại vì làm sao, mỗi một người, mỗi một thể trạng đều có những cái kích thước ngực khác nhau, đều có những cái nhu cầu thẩm mỹ khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải theo dõi và chúng ta cần phải có sự chăm sóc đặc biệt hơn.